cơn bão sẽ cách khu vực vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Trị 110 km. Và sức gió cấp 7, cấp 8 trong vùng tâm bão, giật cấp 9, cấp 10. Đây là bờ sông, khi mà các cái con thuyền bà con đã neo đậu trên bờ sông, và những sợi dây vững chắc rồi buộc vào những cái gốc cây lớn giữ các con thuyền. Tuy nhiên thì khi mà bão có gió thì rất dễ gây va đập mạnh cũng như chìm thuyền tại khu vực các sông cũng như bờ biển. Hiện tại thì mực nước sông Hương vẫn có cao lên đôi chút vì trời mưa hai ngày qua, chứ còn chưa có lũ về đâu nha bà con. Đây là khu vực bến Vương Lâu, Nguyễn Lương Bình, bên kia là Vương Lâu. Mưa lớn ngày hôm qua cũng có những cơn lốc đi qua thì cũng làm cho vài nơi có nhiều cái nhành cây xanh gãy đổ, như công viên ở đây, như tuyến đường Nguyễn Trãi, thành phố Huế. Cơn bão này là bà con ngày hôm nay người ta đã cảnh báo mức độ rủi ro của thiên tai là cấp 3 đó, khi cơn bão đã hình thành và xác định sẽ vào vùng biển khu vực miền Trung, trong đó có Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng. Theo tuyến đường xuyên rừng ven bờ sông Hương, đến đây thì có khu vực hội chợ năm nay cũng đã tổ chức tại khu vực công viên Thương Bạc, và cũng vào dịp mưa lớn ảnh hưởng của bão, chắc là hội chợ cũng đã không thành công lắm. Ngày khai trương là ngày 16 tháng 9, và bây giờ cũng là ngày 19, 3 ngày. Chắc người ta cũng đang tranh thủ dọn về chứ. Mưa bão như thế này thì chắc hội chợ cũng đã hủy đó. Và em cũng chưa biết là cái không biết cái hội chợ này hoạt động được mấy ngày, mà ngày hôm nay là được 3 ngày rồi, và đã như vậy là đã không thành công mọi thứ. Người ta cũng đang dọn về đó. Như vậy là không hoạt động nữa, phải chờ hoạt động được 3 ngày thì có đến 2 ngày, ngày 16, 17 thì ngày 18 đã mưa rồi.
đã thu dọn. Hội chợ thương mại nha bà con, hội chợ thương mại mùa thu tại công viên Thương Bạc, mặt trước là đường Trần Hưng Đạo đó. Neo vào những sợi dây. Khả năng đêm nay và ngày mai, chiều tối và ngày mai thì bão sẽ đổ bộ vào khu vực hướng lên hướng Tây, nhưng mà là cách theo dự báo thì khoảng 10 giờ trưa ngày 19 nay thì sẽ cách vùng biển Đà Nẵng tới Quảng Trị thì khoảng 110 km thôi, chắc chắn chiều tối bão sẽ đổ bộ đó bà con. Không biết hướng đi có thay đổi hay không, nhưng hiện tại thì dự báo là Quảng Bình đến Đà Nẵng đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp của bão đi qua. Phía dưới cầu Trần Tiên nối tiếp con đường đi bộ này đến phía sau chợ Đông Ba cũng đã hoàn thành hoạt động. Về đến khu vực cầu Giá Hội đây, đây có thể nhìn qua khu vực đập đá, bầu trời bây giờ thì xám xịt rồi, mưa thì có lúc mưa vừa lúc mưa to. Ở bên trên là những cái tiếng đồng của bà con tiểu thương chợ Đông Ba. Đây rất nhiều nhánh sông chạy về. Bên đây trước mặt chúng ta là chạy về con đầu con sông Đông Ba, và bên kia là hai nhánh của sông Hương đi thì ôm tròn con Hến. Của cơn bão thì sẽ có thông báo để bà con có biện pháp phòng ngừa. Đó, tình hình hiện tại thì lúc này 8 giờ sáng ngày 19 tháng 9, bà con tiểu thương chợ Đông Ba vẫn đang còn hỗn loạn. Thì sáu đường Trương Dương đây bà con này. Và các em học sinh toàn tỉnh
và được cho nghỉ học ngày hôm nay 19 tháng 9 để phòng ngừa bão lũ. Còn đây là chợ Đông Ba, và khi chúng ta đi từ phía bờ sông, đường đi bộ ven sông lên đến chợ thì cảnh quan như vậy đây. Mức độ cơn bão là cấp 8, cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 thì chắc là bà con đã chủ động biết được cái mức độ bão, cường độ bão như răng để phòng ngừa. Bây giờ thì còn thông tin nhiều lắm, cập nhật ở đâu cũng có thể biết được thông tin bão mưa gió để phòng ngừa bà con. Khả năng bà con buôn bán đến trưa đến chiều thì sẽ có thông báo mới về mức độ rủi ro cơn bão để phòng ngừa. Còn tình hình hiện tại thì buổi sáng 8-9 giờ sáng bà con tiểu thương chợ Đông Ba mình đang hoạt động buôn bán bình thường, trời đang mưa thôi. Tiếp theo về Huế trong tập tiếp theo. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại bà con.